Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel First Date. Thì trong video ngày hôm nay, Gà sẽ chia sẻ với các bạn về những món mà Gà cảm thấy là nên mang đi học để cuộc sống của mình trở nên vui vẻ hơn. Vì các bạn là đời học sinh của Gà thì nó cũng chả có gì vui hết trơn. Nên nói chung là Gà cần có những cái thứ mà sẽ khiến cho Gà cảm thấy là Gà xinh hơn, đẹp hơn và giúp ích cho cuộc sống của Gà hơn, để Gà tự tin thoải mái đi học hơn. Vậy chứ đi học thì nó không có vui. Thì món đầu tiên mà Gà muốn nhắc đến trong video ngày hôm nay chính là Tinten. Đây chính là em Intensive Leisure Sunscreen Stick của Innisfree. Đây. Thì kem chống nắng là một thứ cực kỳ cần thiết trong cuộc đời. Và Gà biết thì có rất là nhiều em học sinh, hoặc là nói chung là cả sinh viên đại học nữa, cảm thấy ngại cái cảm giác mà khi mà bôi kem chống nắng lên thì nó sẽ có vệt trắng hoặc là cảm giác rinh rít đũa. Tuy nhiên là đối với cái sản phẩm mà thanh lăn kem chống nắng này thì các bạn thấy nè, nãy giờ Gà đang đi lăn lại đó, các bạn có thấy không, nó hoàn toàn không ảnh hưởng một tí gì tới sắc tố da, và nó cũng không ảnh hưởng một tí gì tới cảm giác của nói chung là cảm giác của da đó. Nó không có ẩm hơn bao nhiêu hết, nó làm cho da mình cảm giác rất là ráo, rất là mềm và rất là mượt. Thì tông môi của nó thì có một tí gì đó trà xanh, rất là dễ chịu. Cái sản phẩm này thì giá của nó tầm đâu 350-400 thì Gà cảm thấy là những bạn học sinh thì hoàn toàn có thể mua được, đúng không? Và ngoài ra các bạn cứ tưởng tượng đi, nếu mà buổi sáng các bạn thức dậy, các bạn kiểu rửa mặt xong rồi toner rồi các thứ rồi, nhưng mà các bạn lười, kiểu không có thời gian mình bỏ kem chống nắng ra tay xong mình bỏ apply rồi các kiểu, không có khoảng thời gian mà chờ nó thấm thế này nọ, thì các bạn có thể chuyển qua sử dụng em này xem sao. Em này thì đương nhiên cũng sẽ có là khuyết điểm so với những cái em kem chống nắng khác, đó là bởi vì nó là dạng lăn, ngoài ra nó còn không màu nữa, nên mình rất là sẽ khó để kiểm soát được cái lượng mà đưa lên da là thế nào cho đủ. Tại vì sẽ có những lúc mà mình bôi tập trung quá vào một vùng mà mình bị quên đi những cái vùng khác á, mà nó còn không có màu nữa, vì vậy nên mình không có kiểm soát được. Thì đây là cái khuyết điểm duy nhất mà mình có thể tìm được của cái em này. Thì các bạn có thể là mình bôi đều hơn một chút xíu, mình canh sao đó chút xíu, mà làm một hồi thì mình sẽ quen tay thôi. Rồi sản phẩm tiếp theo mà Gà có ở đây là những cái em này. Đây là những cái em chai nước hoa chiết. Có nghĩa nước hoa chiết nghĩa là sao? Có nghĩa là nguyên một chai full size, đúng không? Thì thường thường nước hoa rất là mắc. Một chai mà từ 100ml trở lên á thì nó sẽ tầm đâu là khoảng 2 triệu đến 2 triệu 3, hoặc là 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu, 8 triệu, nói chung là rất là mắc. Tuy nhiên là nếu ở tuổi học sinh thì chúng ta có thể hoàn toàn có thể mua những cái lọ như thế này. Thì những cái lọ này là nó là từ những cái chai nước hoa lớn mà người ta chiết ra 10ml, thì người ta sẽ bán với giá là tầm từ đâu 3, 4, 5, 6, 700 gì đó tùy hãng. Ví dụ như là Le Labo rồi thì thường nó mắc hơn, còn ví dụ như là Demeter, mấy cái chai như thế này thì hương của nó sẽ tầm là hình như là 200-300 thôi. Thì nhưng mà 10ml này mình xịt cũng rất là lâu. Thì ở đây là có rất là nhiều các chai từ một đống hãng khác nhau, thì mùi nào cũng thơm, mùi nào cũng dễ chịu hết. Và đặc biệt là Gà biết là các bạn học sinh thì có thể là nhân sách nó không có được gọi là một đống lắm á, thì mình có thể mua những cái chai dạng chiết như thế này, vừa có thể mua được nước hoa xịn, xịt thơm mà hương giữ lâu, mà ngoài ra thì nó cũng không có bị cái cảm giác giống như là kiểu bỏ quá nhiều tiền cho một món gì. Mà nếu mà cùng với số tiền đó mà các bạn dùng để mua những cái loại nước hoa mà nó rẻ hơn á, thì biết đâu là lúc mà xịt lên thì nó lại không thơm, mấy mùi không lâu, đúng không? Nên nói chung là Gà cảm thấy là chúng ta nên mua nước hoa mắc, tuy nhiên là mua ít thôi. Có nghĩa là mình nên mua những hãng nước hoa mà nó có tiếng một chút xíu, tuy nhiên là họ chiết ra những cái chai mà kiểu 10ml như vậy này thì giá của nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Và có một cái điểm gọi là Gà biết thế nào là các bạn cũng sẽ hỏi là mình mua những cái chai chiết như thế này ở đâu. Thì đây, cá Perfumista, thì các bạn sẽ cảm thấy wow. Nếu mà các bạn chưa từng biết đến việc là nước hoa có thể bán trong những dạng chiết này nè, thì các bạn sẽ cảm thấy wow, kiểu được giác ngộ một cái chân lý mới, được giác ngộ một cái gọi là chân trời mới, đặc biệt đối với những các bạn mà thích mùi thơm, gọi là yêu nước hoa điên cuồng như mình. Thì địa chỉ này là một trong những địa chỉ mà Gà thật sự rất là tin tưởng. Ở cá Perfumista thì ngoài bán những cái sản phẩm chiết mini thì chúng ta cũng sẽ mua những sản phẩm full size nữa. Tuy nhiên là Gà cảm thấy là để mình có thể lựa chọn tùm lum xong mình có thể mix qua mix lại, tại vì mình cũng không có biết chắc là mình sẽ thích mùi nào nhất á. Để mình mua full size đó, thì những cái chiết mini 10ml vậy thì xịt được cũng rất là lâu, có thể xịt được trong tầm 1 đến 2 tháng luôn nếu mà các bạn xịt ít. Rồi cái món tiếp theo mà Gà muốn nhắc đến thì đây, Tinten chính là son dưỡng. Son dưỡng thì các bạn muốn dùng loại nào cũng được. Riêng Gà thì từ nhỏ tới lớn, từ bao lâu nay Gà vẫn luôn dùng Dior Lip Glow.
kiểu đánh lên một phát là mình có cảm giác là môi của mình nó juicy mà nó kiểu có sức sống lên hẳn luôn á. Các bạn có biết không, vì vậy có thể nói là đây là một cái dòng son mà gà nghĩ là gà sẽ không đổi luôn. Nói chung là gà cảm thấy cái cây này á, giá của nó thì cũng mắc đúng không, tuy nhiên là xài kiểu đắp sắc ra miếng á, nó giúp cho môi hồng tự nhiên, dễ thương. Ngoài ra thì nó còn cung cấp một cái độ ẩm rất là ổn định cho da môi nữa. Và đặc biệt hồi xưa lúc mà gà đi học á, thì gà để ý là rất là nhiều bạn nữ trong lớp của gà, thậm chí có cả bạn nam nữa, mà môi cực kỳ khô luôn. Mà gà cảm thấy là ủa tại sao vậy, nói chung là môi phải căng mọng, nhìn sức sống thì nhìn nó mới đẹp đúng không? Kể các bạn nam nữa, nếu mà các bạn môi khô ấy, thì các bạn cũng hãy nên bôi son dưỡng nha. Hồi xưa mình có tặng một bạn nam một cây son dưỡng mà bây giờ bạn nhớ tới giờ luôn á. Bạn bình thường thôi, không phải là bạn kiểu boyfriend, girlfriend gì, nhưng mà nói chung là đã thấy môi nó khô quá xong vứt cho nó một son dưỡng, vừa hất đổ đống nước hoa chiếc của gà. Và đặc biệt là đối với những cái bạn nào mà kiểu không thích đôi môi quá màu mè lồng lộn á, thì các bạn nên mua những cái cây son dưỡng có màu như vậy. Có thể là không phải của Dior cũng được, của những hãng Hàn Quốc cũng được, Innisfree rồi gì đó, nhiều mà có một tí màu ẩn làm cho nhìn mình có sức sống lên thôi, chứ cũng gọi là gì ta, gọi là mặn mà hay gọi là kiểu khoa trương á, màu lên chút xíu dễ thương, nói chung là vẫn rất là thích hợp với những cái dịp mà đi học hàng ngày, nếu mà trường bạn không cho trang điểm hoặc là bạn không thích trang điểm. Dạ rồi, lúc nãy thì gà đã có nhắc đến nước hoa, tuy nhiên là gọi là ở một nền móng mà gọi là căn bản nhất á, thì có thể là một số bạn sẽ không thích đánh nước hoa, gọi là sức nước hoa đâu. Tuy nhiên là mình vẫn nên giữ cho cơ thể của mình kiểu fresh, thơm, không có mùi. Yeah, thì ở đây là có hai sản phẩm lăn khử mùi của Soft Soul. Thì đây là một cái thương hiệu lăn khử mùi rất là nổi tiếng ở Nhật ha. Thì ở đây thì có hai dòng, dòng màu trắng và dòng màu xanh. Tuy nhiên thì gà thích dòng màu xanh này hơn. Dòng màu xanh này ngoài tác dụng khử mùi á, thì nó còn có một tác dụng nữa, nó là làm trắng cái vùng da dưới cánh tay của mình lên. Và đặc biệt điều mình thích nhất ở cái sản phẩm lăn khử mùi này nè, biết là gì không? Là nó hoàn toàn không có mùi gì hết. Nó hoàn toàn không có cái mùi gì hết luôn. Có một cái chai này thì không tí mùi trà xanh á, tuy nhiên là cái mùi của nó cực kỳ nhẹ. Tuy nhiên mà lúc mà mình dùng ở vùng da dưới cánh tay á, thì nó sẽ làm cho vùng da ở dưới cánh tay của mình không có mùi gì hết. Điều rất là dễ chịu. Và cảm thấy là đặc biệt là ở tuổi dậy thì hormone thay đổi, mọi thứ thay đổi, thì da tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn, bla bla bla. Thì cả trai, cả các bạn nam lẫn các bạn gái đều nên tìm cho mình những cái sản phẩm lăn khử mùi mà các bạn cảm thấy thích hợp. Và cuối cùng thì là một cái thứ rất là không liên quan gì tới hòa bình thế giới và chuyện làm đẹp này nọ, nhưng mà Tenten đây là xin gầm. Gà cảm thấy gà luôn phải nhai xin gầm, gà bị một cái bệnh là bị nghiện nhai xin gầm. Gà nhai xin gầm rất là nhiều, tần suất cực kỳ cao. Và cái vị mà gà thích nhất thì chính là cái vị cam của hãng Trident này. Thì các bạn có biết là thường thường đi học thì mình vẫn hay kiểu ăn kiểu giống như mình không có kịp ăn sáng ở nhà thì mình vẫn hay lên canteen, xong mình ăn ở canteen. Tuy nhiên là khi mà mình ăn ở canteen á, mình sẽ đọc là canteen luôn ha, không có canteen gì hết. Ok, thì lúc mà mình ăn ở canteen á thì ăn muốn ăn phở gì đó, mà sau khi mình ăn xong á thì mình có thể nhai xin gum để miệng của mình cũng thơm, giống như là toàn bộ cái người của mình vậy đúng không? Thì đó, thì đây là những cái món mà gà cảm thấy là nó sẽ giúp cho cái cuộc sống đi học của các bạn thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Nếu mà mình có một cơ thể thơm tho được bảo vệ dưới ánh nắng mặt trời, thì lúc mà mình đi học mình sẽ cảm thấy là tự tin hơn, cảm thấy là người mình nó ráo hơn á, nó không có bị cái cảm giác kiểu chì chiết, tại vì đi học bình thường nó rất chì chiết rồi. Thì dạ, đó, video của ngày hôm nay thì chỉ tới đây thôi. Gà rất là ngoan ngoan, gà rất là yêu thương mọi người. Hy vọng mọi người nếu mà thích video thì nhớ like và subscribe cho First Day nha. Chỉ vậy thôi. Và các bạn hãy ấn vào cái chuông ở bên dưới để mỗi lần mà First Day ra video mới thì các bạn có thể nhận được thông báo và các bạn sẽ vào xem gà, coi gà xem cái gì. Mình yêu tất cả mọi người.